Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Tiếp tục gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Và bài học này tôi sẽ nói về một mô hình khá là thú vị. Chúng ta đã nghe rất nhiều rồi, chúng ta đã bị dính trưởng rất nhiều rồi. Đố mọi người biết đấy là mô hình gì? Ở đây cũng là một cách bán hàng mà trên thế giới cũng như là ở Việt Nam người ta áp dụng rất nhiều. Và trên thế giới họ đánh giá đây là một mô hình bán hàng tốt. Vâng, người ta gọi nó là funnel marketing. Vâng, funnel là đọc theo kiểu tiếng Việt đấy, còn tiếng Anh phát âm chuẩn là funnel, đúng không ạ? Vâng, dịch ra tiếng Việt nó chính là phễu bán hàng. Và cái hình cái phễu như thế này. Thì đầu tiên tôi muốn giải thích là phễu bán hàng là gì. Thì phễu bán hàng ở đây chúng ta hiểu rằng đó chính là một cái chương trình, một cái cách thức tiếp cận khách hàng bằng cách là mình cung cấp cho khách hàng những cái giải pháp, những cái món quà, những cái sản phẩm, những cái dịch vụ để là đầu vào cho những cái phần bán hàng tiếp theo. Chúng ta có thể hiểu nôm na khái niệm phễu như vậy, được chưa ạ? Xét về một cách hình ảnh thì giống như chúng ta rót cái can rượu ngày xưa các cụ hay rót, là chúng ta sẽ phải có một cái miệng phễu để chúng ta hứng là chiết từ cái can này sang can khác, đấy chính là cái phễu bán hàng. Và người ta dùng cái hình ảnh như vậy để người ta tạo lên một mô hình là phễu marketing hay là phễu bán hàng. Thế chúng ta đã hiểu phễu là gì chưa ạ? Vâng. Thế thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ lấy ví dụ phễu bán hàng là gì. Đối với một cái người làm đào tạo, tôi là người đào tạo đúng không ạ? Thì phễu bán hàng của tôi có thể là một chương trình đào tạo miễn phí, có thể là một buổi đào tạo miễn phí, có thể là 3 ngày đào tạo miễn phí, có thể là một tuần đào tạo miễn phí, có thể là một chương trình cho đi miễn phí, có thể là một chương trình học phí giá rẻ. Đấy chính là phễu bán hàng. Thế rồi đối với mảng bán lẻ trong ngành thời trang chẳng hạn, thì phễu bán hàng là gì? Phễu bán hàng có thể là gì ạ? Free hoặc là giảm giá một số những cái đồ rất là basic, rất là cơ bản. Ví dụ như đồ lót, mình không muốn kiếm lời, mình có thể tặng đồ lót, giảm giá cho đồ lót. Đấy, bởi vì mình bán quần áo là chủ đạo, thì đấy người ta gọi là phễu bán hàng. Để đưa khách hàng đến cửa hàng của mình, để đưa khách hàng đến trung tâm của mình, để đưa khách hàng đến website của mình, đấy là phễu bán hàng. Trên một website bạn có thể tặng sách, tặng phần mềm, tặng dùng thử, đấy chính là phễu bán hàng. Bạn có thể cho free xem video miễn phí 3-4-5 video xem trước, sau đó phải trả tiền để xem các video tiếp theo, đấy là phễu bán hàng, đúng không ạ? Đấy chính là phễu bán hàng. Một trung tâm tiếng Anh, người ta tổ chức thi thử, người ta tổ chức hội thảo cho phụ huynh đến, người ta tổ chức hội thảo cho nhà trường, đấy chính là phễu bán hàng. Nó được thể hiện qua các program, các chương trình, đúng không ạ? Các event, các sự kiện kiểu như thế. Các bạn đã hiểu rõ về cái khái niệm phễu bán hàng rồi chưa ạ? Rồi tiếp tục nhé. Thế thì phễu làm cách nào để tạo ra? Chúng ta có thể tạo ra những cái phễu gì bây giờ? Thì muốn tạo ra phễu, đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đến việc là sản phẩm và dịch vụ chúng ta bán là gì. Thì chúng ta mới nghĩ được cái phễu trước đó. Bởi vì cái phễu nó chính là xuất phát từ cái việc là cái quy trình của bán hàng. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Đấy gọi là phễu. Từng bước như thế thì chúng ta sẽ vẽ ra sơ đồ. Hay là ví dụ như là du học chúng ta cũng thấy, đúng không ạ? Phễu là hội thảo, phễu là những cái món quà, những cái chương trình thi thử. Thế còn bảo hiểm thì phễu có thể là một cái chương trình về dinh dưỡng, một cái chương trình về nuôi dạy con, một cái chương trình về tài chính cá nhân. Đấy chính là phễu. Đấy. Thế chúng ta tạo được những cái phễu gì thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm đấy là gì và ngân sách như thế nào. Nếu như bạn có ngân sách lớn, lợi nhuận sản phẩm của bạn cao, phễu của bạn thì cực kỳ tuyệt vời luôn, cực kỳ chất lượng luôn. Thế nhưng mà lợi nhuận mỏng, ngân sách ít, vốn còi thì phễu rất là khó khăn. Đó, rất là khó khăn đúng không ạ? Thì hiện nay trong thị trường người ta sử dụng rất nhiều các mô hình phễu marketing, phễu bán hàng. Thế thì chúng ta muốn tạo ra phễu được thì chúng ta cần phải suy nghĩ là khách hàng thực sự muốn gì, khách hàng thực sự bị hấp dẫn bởi điều gì. Và những cái thứ mà chúng ta tạo ra nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là cái bước tiếp theo, nó sẽ là khách hàng của chúng ta, được chưa ạ? Tôi lại quay lại với cái ví dụ trung tâm tiếng Anh.
Một trung tâm tiếng Anh họ có rất nhiều phễu xem miễn phí trên YouTube, đúng không ạ? Các cái sách học ở trên website miễn phí, đúng không ạ? Các lớp học thử, các lớp học phát âm, các lớp, các cái sự kiện gặp gỡ này nọ, đấy chính là phễu. Thi thử IELTS, đấy cũng là phễu, đúng không ạ? Rồi thì gặp gỡ với các chuyên gia, đấy cũng là phễu. Rồi tổ chức hội thảo cho phụ huynh, đấy cũng là phễu. Vậy bạn đã biết cách tạo ra phễu cho mình chưa ạ? Các bạn hãy viết ra nhé. Thế trong bất động sản chẳng hạn thì các bạn làm phễu gì, đúng không ạ? Thì phễu đây có thể là một buổi đi du lịch ở nghỉ dưỡng, đúng không ạ? Hay là một buổi đi đánh golf và kết hợp với việc là các bạn giới thiệu về cái dự án đầu tư condotel hay là biệt thự nghỉ dưỡng hay gì đấy, một cái luxury hơn, đúng không ạ? Đấy chính là cái cách chúng ta tạo ra phễu bản hành. Trong và sau phễu thì chúng ta cần phải lấy được cái gì, đúng không ạ? Đấy là cái việc quan tâm nhất của chúng ta. Đó chính là chúng ta phải lấy được lead của khách hàng. Và lead là viết của chữ LEAD đấy. Vâng. Lead ở đây bao gồm số điện thoại, bao gồm email, bao gồm Facebook, đúng không ạ? Bao gồm sự thân thiết với khách hàng, các cái thông tin về khách hàng. Mình quan sát, mình tìm hiểu, mình lắng nghe, mình học hỏi và mình ghi chép toàn bộ thông tin của khách hàng tham dự cái sự kiện đó, tham dự cái phễu đó. Và sau cái phễu đấy, mình sẽ làm gì? Bước tiếp theo thì mình phải nghĩ ra các bước để tiếp cận, đúng không ạ? Ví dụ mình lấy được email thì mình phải bắn email marketing. Mình bắn email marketing bằng cách nào thì mình sẽ học cái khóa học email marketing by Phan Anh. Sử dụng phần mềm gì, lên kịch bản như thế nào, template ra sao, nội dung viết cái gì. Bắn hàng tuần một lần hay hai lần, ba lần bắn email marketing, đúng không ạ? Có số điện thoại rồi, hẹn telesale, đeo bám, theo đuổi. Anh ơi, hôm nay anh đi ăn trưa với em, mai anh uống cà phê với em, vân vân vân. Anh ở đâu em phi châu tới, kiểu như thế. Chứ còn khách VIP bao giờ người ta cũng rất bận, không có khách VIP nào rảnh cả. Bởi vì rảnh lấy đâu ra tiền, có đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là chúng ta cần phải là theo đuổi khách hàng sau khi chúng ta đã tổ chức được cái phễu đấy rồi. Whatever đi, bất kể chúng ta có cái gì, chúng ta có Facebook thì chúng ta kết bạn, chúng ta trò chuyện, chúng ta like, lủng, comment. Chúng ta có website, chúng ta tham gia và chúng ta bắt đầu trò chuyện với khách hàng tiếp tục để chúng ta làm. Đấy. Thế sau khi mà có phễu rồi, tạo được phễu ngon rồi, thì mình phải làm cách nào đó để hứng được cái phễu này. Và tôi gọi nó là cái can ấy, tạo ra những cái can để hứng. Ví dụ như một chuyên gia về đào tạo, người ta dạy miễn phí một ngày, người ta dạy miễn phí hai ngày, người ta phải bỏ rất nhiều tiền ra để chạy quảng cáo, để có người tham dự, người ta phải bỏ tiền ra để tổ chức sự kiện, DJ nhạc nhẽo, rồi người ta phải thuyết trình. Để làm gì? Mục đích của người ta để tẩy não, để thuyết phục khách hàng rằng là cái việc học các khóa học tiếp theo của người ta là rất quan trọng. Và người ta đưa cho bạn một cái giải pháp luôn. Thế nên là trong cái thời gian đấy, đấy chính là những can họ sẽ hứng. Bây giờ họ sẽ dạy cái khóa email marketing từng này tiền. Họ sẽ dạy cái khóa Facebook marketing từng này tiền, Internet marketing từng này tiền, kênh up sale từng này tiền. Tất nhiên với tôi thì nó quá rẻ, bởi vì các bạn học qua video quá rẻ. Nhưng mà rất nhiều các diễn giả thì người ta thu đến cả 100 triệu cho một khóa học. Đấy, tôi cũng không dám bình luận là nó đắt hay rẻ, nó tốt hay xấu, nó xịn hay không xịn, nó chất lượng hay không chất lượng, tôi không dám bình luận. Nhưng tôi chỉ khuyên là mọi người hết sức thận trọng khi móc tiền ra. Đấy, và lựa chọn thứ nhất là giảng viên là ai, chương trình để học được cái gì, có cam kết gì không. Và thứ ba là mua hàng bằng lý trí, đừng mua hàng bằng cảm xúc. Được chưa ạ? Bởi vì những cái chương trình phễu như thế nó làm cảm xúc của chúng ta đưa lên vỡ òa ra. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là rất dễ bị làm. Nhưng tất nhiên có những cái người, người ta là chủ doanh nghiệp, người ta là CEO, thì người ta có thể sử dụng phễu để làm thương hiệu cũng rất là tốt. Ví dụ như mà một chủ cái thương hiệu về thời trang, họ có thể tổ chức là các chương trình marketing về thời trang, họ có thể tổ chức những cái sự kiện là làm đội nhóm, dạy đội nhóm, phát triển đội nhóm, phát triển online marketing, đúng không ạ? Phát triển kỹ năng bán hàng cho nhân viên tại chốt, vân vân. Và họ quy tụ được rất nhiều các cái khách hàng, họ quy tụ được rất nhiều các người bạn. Và đấy là cái cách mà họ làm cho cái thương hiệu của họ được nhiều người biết đến và cái uy tín của họ được nâng cao, thì là một cái cách đảm bảo để phát triển doanh số, cũng không tồi một chút nào các bạn nhé. Mình có thể tạo ra các phễu tiếp theo, rồi tạo ra những cái quy trình để mà mình chốt cái data khi mà mình có phễu như thế này, được chưa ạ? Và mình cũng phải có quy trình để tạo ra cái phễu đấy, đúng không ạ? Bước 1 mình phải nghiên cứu về nhu cầu, đúng không ạ? Bước 2 mình nghĩ ra phễu,
Bước 3 mình tạo sự kiện, mình lên landing page, rồi mình lên fanpage, sau đó mình bắt đầu chạy quảng cáo cho Facebook, mình nhận đăng ký, mình telesale, mình SMS chốt Facebook, sau đó mình tổ chức sự kiện, mình mời khách đến, mình phục vụ. Sau khi mình phục vụ xong thì mình bắt đầu lại trò chuyện, mình chuyển đổi và mình chốt đơn, kiểu như thế. Đấy chính là cái quy trình mà chúng ta tạo ra Facebook bán hàng. Và tôi xin khẳng định với anh chị rằng đây là một cái phương pháp, một cái phương thức bán hàng và tiếp cận hiện đại của thế giới cũng như của Việt Nam. Ở Việt Nam thì hiện nay cũng khá là nhiều những người đã áp dụng thành công mô hình Facebook. Và các bạn có thể xem thêm ở trên mạng, search những cái từ là từ funnel marketing đấy, hoặc là từ marketing Facebook. Nhưng mà từ marketing Facebook các bạn tìm tiếng Việt thì hầu hết nó được dịch từ nước ngoài ra. Các bạn search những từ tiếng Anh, các bạn sẽ có những cái bài học tốt hơn, chất lượng hơn rất nhiều. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với tôi sẽ tặng cho các bạn những cái ebook hoặc là những cái bài viết về funnel marketing hoặc là Facebook bán hàng, được chưa ạ? Vâng, các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Và tôi tin là sẽ có nhiều câu hỏi ấp ủ, những ý tưởng lóe lên trong đầu, đúng không? Ok, rất mong là nhận được cái sự phản hồi của anh chị và đóng góp của anh chị rất nhiều cho Phan Anh và chương trình King of Sale by Phan Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.